Đây nha, phía trước kia là chợ Kỳ Lừa nhá. Bây giờ em sẽ đi vào trong, hôm nay là ngày rằm. Ở đây rất là đông. Hôm nay em sẽ làm một clip giới thiệu cho mọi người về cái chợ ngày rằm ở chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Đông lắm. Kiếm chỗ để xe không có. Đi xe máy từ từ thôi. Bắt đầu đi vào nhá. Đây mọi người bán gà vịt rải hết ra ngoài đường rồi đấy. Sáng sớm nó bán rồi nhá mọi người nhá. Đi bên em đi bên này thôi, bên này chắc không đi rồi. Đông quá. Xuống dưới này thì ở dưới này có những hàng bánh bán bánh những dịp mà như là ngày rằm ấy thì ở đây bán rất là nhiều các loại bánh luôn, những loại đặc sản là bánh giò, bánh rợm. Đây là nhiều bánh lắm. Đây là nhiều loại bánh nhá. Em thử để cái xe ở trong này xem được không? Đi lang thang một tí. Đấy nha, bây giờ em đang đứng trước chợ Kỳ Lừa đây rồi. Chợ Kỳ Lừa, một phiên chợ khá là cổ ở Lạng Sơn. Đây này, ở đây rất bán rất là nhiều các loại bánh nhé. Phiên chợ hôm nay là ngày hôm chợ hôm nay là ngày rằm. Em vừa mới đi từ trên cái xuống nhá. Đây xuống này rất là nhiều đồ bánh của các cô. Đây như cô đây có rất là nhiều bánh nhé. Nha, những ngày hôm nay cô mới đem bánh ra bán. Đây rất là nhiều bánh. Để quay tí bánh cho coi. Rồi anh nha, bây giờ em sẽ tiếp tục đi xuống dưới nhá. Tầm này lúc em bây giờ em đi khoảng tầm 9 giờ thì họ cũng về khá là nhiều rồi. Ở trên này họ đi chợ mua đồ về làm rằm, đi được rất là sớm. Xuống bên dưới này một chút nữa là đến chợ Giếng Vuông nhé. Chợ Giếng Vuông này rất là đông luôn, chật kín người luôn đấy.
cũ này mọi lần là mọi khi thì bán hai ở giữa đường với hai bên đường, hôm nay chắc là bị dẹp rồi, ngày rằm nên là đường có vẻ thoáng. Mà em nghĩ là họ sẽ chuyển xuống đằng dưới kia, đây à, khu dưới kia rất là đông, đuổi ở trên này thì lại chuyển xuống dưới kia. Đây nhá, bây giờ họ chuyển xuống dưới này rất là đông luôn. Đông chưa? Đúng vào ngày rằm mùng khác. Ai ai cũng đi mua đồ về. Nè, vịt này, nhớ không? Vịt làng á. Lên tiếp tận trên kia nhá. Cái này họ đuổi ở dưới thì họ giải lên trên này. Cái chợ Nghĩa Vua này rất là đông. Đi mua bán hay bị tắc đường á. Đây lò bánh mì rất là được, khá là ngon ở Lăng Sơn. Lên tận tít trên này luôn, xa thật đấy. Thế kìa, trên dây nữa kìa, cả bán gà bán vịt trên đấy nữa. Đến trên này hết rồi nha, hết